các công ty gặp khó khăn trong năm 2012, hứa hẹn phục hồi trong năm 2013. HP là một trong những công ty đã bị suy giảm nghiêm trọng, không chỉ do máy tính cá nhân bị máy tính bảng gây nhiều khó khăn, mà còn do giám đốc điều hành trước đây của HP đã mua nhà sản xuất phần mềm Autonomy với giá hơn 11 tỷ Mỹ Kim, và sau đó công ty đã phải đánh giá lại với một suy giảm 8.8 tỷ Mỹ Kim giá trị. Kể từ đó, HP đã thiết lập một kế hoạch phục hồi trở lại vào năm 2013. Giám đốc điều hành mới Mark Whitman rất được tôn trọng. HP hiện đang dẫn đầu về thị phần trên thị trường máy tính, máy in và máy chủ và các phần mềm liên quan. Công ty còn có một cơ sở cài đặt rất lớn. HP cũng rất nổi tiếng và được tôn trọng trên thị trường. Công ty đã tạo ra được một khoản rất nhiều tiền mặt dư thừa và có một kế hoạch 5 năm mới được các phân tích gia cho là đúng hướng. Tuy nhiên, ngay cả với một sự khởi đầu có một sự trở lại vào năm 2013, kế hoạch của HP nói rằng có thể phải chờ đến năm 2014 thì công ty mới hoàn toàn hồi phục. Một công ty khác có thể hồi phục trở lại đó là phương tiện truyền thông xã hội khổng lồ Facebook đã bị mất giá rất nhiều sau khi vừa thực hiện một đợt IOP trong tháng 5. Mặc dù giá cổ phiếu của Facebook đã tăng trở lại một chút, nhưng các nhà đầu tư muốn nhìn thấy công ty này có thể chinh phục được điện thoại di động. Facebook mới đây đã công bố chiến lược di động của mình và một số phân tích gia cho rằng công ty này có thể quay trở lại mức giá IPO là 38 Mỹ Kim một cổ phiếu trong vòng thời gian 1 hoặc 2 năm. Một công ty thứ ba có thể phục hồi trở lại là Weight Watchers. Sau một số sai lầm trong quản lý và công nghệ trong năm 2012, công ty 50 tuổi này đang tái khẳng định hình ảnh và các chương trình của mình. Công ty đã có một sản phẩm mới, một chương trình vừa được khởi động trong tháng này và sẽ có hiệu lực vào tháng Giêng năm 2013. Công ty cũng có một chiến dịch tiếp thị tập trung xung quanh Jennifer Hudson và Jessica Simpson vào năm 2013. Một số phân tích gia cho rằng Weight Watchers có một mô hình kinh doanh hấp dẫn, có thể giải quyết vấn đề của bệnh béo phì ở Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới.